chào tất cả anh em của Biên Gamin. Thì hầu hết những anh em nào đang là fan của Liên Minh Huyền Thoại hay là đã tham gia vào các group tốc chiến đấu trường chân lý mobile đều đang rất quan tâm đến những tin tức mới nhất từ tốc chiến. Những tin tức như là ngày ra mắt, ngày phát hành, những vị tướng trong sự game này. Thì trong video hôm nay mình sẽ có một số tin tức quan trọng đến từ tốc chiến. Ok, chúng ta cùng xem tốc chiến có tin gì mới nha. Mới đây một bản lộ trình phát hành và update sản phẩm của Riot Games bất ngờ bị rò rỉ trên mạng xã hội. Chưa biết thực hư lộ trình này như thế nào, nhưng nhiều game thủ vẫn đặt hy vọng vào việc Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến sẽ được phát hành vào năm 2020. Cụ thể về tin tức này thì là gần đây, trên Twitter và Reddit, một vài người dùng đã bất ngờ đăng tải một hình ảnh được cho là lộ trình update và phát hành các sản phẩm game hiện tại của Riot Games. Có khá nhiều game thủ nghĩ về một trò lừa của ngày 1 tháng 4. Nhưng nếu anh em chú ý thì sẽ thấy được ngày đăng là ngày 31. Như vậy ở đây chưa phải là ngày 2 tháng 4. Và nếu đúng như những gì mà bản lộ trình này đưa ra như vậy thì vẫn có khả năng Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến sẽ được Riot phát hành trong năm 2020 này. Tất nhiên đây chỉ là thông tin hành lang và là độ xác thực của hình ảnh này vẫn còn bỏ ngỏ. Nhưng với bằng chứng lần lượt theo thứ tự là đấu trường chân lý mobile, Huyền Thoại Runeterra và mới đây là Valorant đã được Riot Games tung ra thị trường. Ngay sau Valorant, tất nhiên chính là Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến với ghi chú dự kiến cuối 2020. Và sau đó là hàng loạt các dự án khác của ông lớn này. Kèm theo đó là gần đây, nhà phát hành cũng đã lên tiếng về việc nhắc nhở game thủ cẩn thận với những bản beta giả. Thì mình tin rằng tất cả thông tin này đều có căn cứ. Và việc tốc chiến ra mắt trong năm nay cũng sẽ là chuyện hiển nhiên. Kèm theo đó, thời điểm cuối năm 2020 cũng hoàn toàn phù hợp với những thông tin được rò rỉ trước đó và cũng trùng hợp với cái hẹn mà đại diện phát triển Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến của Riot đưa ra trong video gần đây. So sánh với các dữ liệu ở trên, cho thấy mọi thứ đều trùng hợp. Do vậy, chuyện game thủ vẫn đặt niềm tin vào việc Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến vẫn có khả năng phát hành trong năm 2020 là khả năng rất cao. Tuy hình ảnh phía trên có thể không xác thực và còn nhiều nghi vấn về độ tin cậy, song đây cũng là tín hiệu để game thủ, những người đang mong đợi Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến, có cái để hy vọng. Bởi lẽ, như ba dự án gần đây của Riot là đấu trường chân lý mobile, Huyền Thoại Runeterra và tựa game FPS Valorant đều có cách ra mắt vô cùng bất ngờ. Đến nỗi phần lớn game thủ trên thế giới đều ngạc nhiên ngã ngửa. Vì vậy, biết đâu Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến cũng sẽ có cách ra mắt bất ngờ, đem lại niềm tin phấn khởi cho game thủ trên toàn thế giới. Và anh em trong group trong năm 2020 này thì sao? Và vừa rồi là tất cả những thông tin mới nhất từ Tốc Chiến mà mình cập nhật đến anh em. Anh em nào quan tâm đến Tốc Chiến và đấu trường chân lý mobile, có thể tham gia và giao lưu trong group của mình ở dưới link mô tả nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh để cập nhật những tin tức mới nhất từ Tốc Chiến và đấu trường chân lý mobile. Cảm ơn và tạm biệt anh em.